Hello mọi người, lại mình cũng Nguyễn đây. Thì hiện tại mình đang định đi coi một căn nhà mọi người à. Coi như bạn cho bạn cái váy chưa nè. Ok, đi xuống đi mời. Rồi thì giờ mình sẽ chân dập. Thôi, giờ mình để tạm đi. Mình để tạm cho con phục vụ nữa. Cho con này nó cầm. Không phải phục vụ nhưng mà nó nhầm thôi. Ok, giờ mình sẽ xây một cái căn này trước nha mọi người. Mình nghĩ là chỗ này rất là đẹp nên mình sẽ làm phòng khách nha. Còn em thay đồ vô cái dễ thương liền. Giờ mình sẽ làm một tường trước nha. Mọi người ơi, mình thấy một tường này cũng xinh nên mình mở lại vô trước thôi nha. Cũng đẹp đó mọi người nhưng mình sẽ không chọn. Mọi người ơi, mình quyết định nhảy qua nhảy ra nhảy lại thì mình quyết định chọn một tường này tại nó đẹp mọi người. Giờ mình sẽ chọn một sàn dưới nha. Mình để xem thử coi. Ê mọi người xinh nè. Cái này chứ mọi người, ok nha. Thì đây trước nha, rồi sau đó mình sẽ tìm cái giường nha mọi người. À mọi người, nhầm mọi người. Nhầm miếng cho mình đi lại nha. Cái này xinh nên mình sẽ thích nó và mình sẽ chọn nó. Chọn nó chứ chọn ai nữa. Dưới đây nè, cái gói này. Dạ, cái gói này. Ok, mình sẽ lấy thực chơi nha. Đi thôi. Mọi người ơi, nhìn nè, mọi người ơi, kìa coi con kết khúc ở giữa. Lý giờ mình sẽ được con cái này. Ok mọi người, nhìn đẹp không? Ok, tiếp thôi nè. Mọi người ơi, mình thích cái tivi này đẹp nên mình sẽ chọn nó nha. Đây, chủ yếu là đẹp thôi. Đó. Mọi người ơi, mình quyết định sẽ để chọn vài chỗ cây ở đây nha mọi người. Này không xinh đâu. Chọn mà khác nữa. Này hình như không lấy ra được. Đẹp nha. Ok em này đẹp nè. Nhưng để vô thì xấu lắm. Mình sẽ không chọn cái này đâu. Cái này đẹp nè mọi người, mình sẽ chọn nha. Ok. Đẹp. Chắc rồi đó. Ok. Đi thôi. Giờ mình sẽ tới qua chọn đèn nha mọi người. Đi thôi. Để cuộc thử em này xem. Nhìn cũng dễ thương thiệt lắm. Ok, chốt, được. Giờ tiếp theo. Đi tiếp thôi. Mọi người ơi, mình đã làm như vậy nè mọi người. Giờ mở ấn lên nha. Đẹp ghê không? Có thể xem TV rồi. Có thể lấy kẹo ra nữa. Ngồi chiêu chiêu ăn mọi người. Ê chị ơi, đầu tiên chị thấy cái phòng này đẹp không chị? Hả? Để chút hạn dễ hơn rồi. Đẹp. Nè, sắc có thể lấy kẹo ra. Mà chị chưa thấy đèn ở đâu hết nên hồ trường điểm. Đèn có chị, đèn có. Chị lấy đèn ra đi. Đèn có rồi. Dạ không đâu. Nó cái này á, nó vừa sáng, nó sáng nè. À, nó sáng đó. Có cái máy lạnh nổ. Đó, phòng bệ, phòng này trước thôi nha. Ok, giờ tụi mình sẽ qua đi. Cái phòng à, phòng gì ta? Phòng này thì mình nghĩ là cũng đẹp. Nên mình sẽ làm phòng bếp nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây nha. Let's go. Giờ hay. Mình hãy chọn cái này dễ. Nên mình sẽ bước xuống chút nha. Rồi tới chọn tường với căn nè. Để xem màu này coi. Ê, đẹp nè. Màu này. Đẹp quá trời luôn á. Giờ mình sẽ chốt đơn cái này nha. Có trắng quá mọi người. Trắng thì nhưng mà đẹp lắm. Ok, xứng đáng nha. Mình nghĩ là phải có cái bồn nào đó rửa mọi người. Cái này đi. Ok, cứ được em này rồi tới cho em bàn ê mặt ăn nữa nó có nè. Em nào cũng xin chứ chạy. Em này quay ngược lại được nha. Cái tên em này nè. Ok. Giờ tới tủ lạnh nè. Tủ lạnh cầm đó. Như tủ lạnh đẹp lắm mọi người. Mình ý là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi được rồi. Nhỏ nhỏ xinh xinh dễ mến. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ lấy cái tủ lạnh này. Đó. Xinh liền. Ok, giờ sẽ là bạn ăn nha. Tiếp tục thôi.
Mọi người ơi, mình thấy cái bài này đẹp nè mọi người, nên mình quyết định lấy ra. Giờ tiếp tục nữa nè, tiếp tục thôi. Mọi người nói thiệt là không có ghế nào hết, mọi người mình sẽ này đó lại thôi. Ghế này đẹp, một chữ đẹp luôn đó mọi người. Ok, lấy ghế này nha, chúc lên ghế này. Ok, phòng bếp đã xong nha. Ở chỗ phòng bếp đã xong rồi nè. Hả? Qua đây xem đi, phòng bếp đẹp lắm. Ok. Phòng bếp quyết định làm gầy để dễ thương. Nhưng em chỉ còn cái chân nữa thôi, để cho nó đẹp hơn miếng. Tiếp tục thôi mọi người ơi. Mọi người mình cứ tự chọn luôn cái bàn nó đưa ra vậy. Tụi bạn này hả? Nhìn tắt tức liền chứ bộ. Ok, chúc rồi. Giờ tới mấy cái đĩa nữa. Nhưng mà mở tủ lạnh ra trước chứ. Ok mọi người, giờ mình sẽ ngồi cho bà. Mình sẽ làm tủ lạnh trước nha. Vô. Bắt đầu let go tìm kiếm. Ui, chỗ này đẹp vậy. Ok, bỏ lên nha. Chút đơn em này. Chút đơn em này liền luôn, khỏi bàn. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đẹp vậy. Nhìn dao nhìn sổ nha. Lấy cái này à. Ok. Tiếp theo nào. Chén đồ nữa. Úi cái chặt. Cái này mình dễ thương nè. Ừ, mình dễ thương hơn cái kia nên mình sẽ bỏ cái này đi. Ủa máy mình nói gì vậy ta? Mình làm thử chút nha. Wow. Đẹp đấy. Nhưng không thích nha. Chê nha. Em ơi. Thôi nào. Đi vô đi. Ok. Giờ mình sẽ tìm tiếp nha. Thì nãy giờ thì mình quyết định sẽ lấy bước 1 em gì đó. Em chén một cái em gì đó. Chén này nha. Mình sẽ lấy vài cái con người. Giờ mình sẽ sắp xếp ra cho được nè mọi người. Vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Ok, xong rồi nha. Giờ mình sẽ bỏ kem lên đây mọi người. Bỏ kem thôi. Nhìn sáng sáng qua thì đẹp rồi đó. Giờ mình sẽ rút xuống tìm kem nha mọi người. Kem kem kem. Mình cũng thấy đẹp thôi. Trời. Phòng bếp chính thức đã xong. Không có đèn. Đèn hả? Tí mới gắn. Gắn luôn nơi cho nó sáng. Ok. Giờ mình sẽ lấy đèn nha. Đèn còn có hai chỗ đũa như chén dữ vậy. Càng dưới xuống đèn nó càng đẹp á. Không nên có nhiều quá nè. Kiểu là nó hơi song song á. Em gắn một cái đèn thôi cho nó đẹp. Nó song song vậy đẹp mà. Ok, cũng được tùy à. Ok. Giờ mình kiếm xong phòng bếp. Mình để gì cho nó mở đèn hả? Mở đèn. Mở chứ. Chị kia cho phòng khách coi. Phòng khách nè. Nhìn ăn cúng ta. Chị thấy nó hơi thiếu thiếu bông hoa cỏ lá. Nè hoa nè. Nhìn có bình hoa vậy. Máy này xịn lắm nha. Vậy sao? Nó rửa chén nó. Vậy sao? Giờ anh sẽ lấy chén ra rửa. Ok, đi, đi. Lấy hết chén ra rửa luôn nha. Ok. Tí rồi mình tính sao. Ê chị, em đã có ly ở chai nè. Uống xong. Điện ba. Mở ra rửa luôn, sợ bấm lại. Kiểu đỡ cực á hả? Ừ, đúng rồi, cho đỡ cực. Giờ mình sẽ bắt đầu tới cái phòng này nè mọi người. Phòng này là mệt nhất luôn á. Phòng ngủ. Phòng không phải, phòng ngủ ở dưới đây nè. Phòng ngủ là cái phòng cuối cùng. Chứ không phải phòng gì vậy? Phòng này hả? Phòng này là một cái phòng kiểu như là chiêu chiêu á. Chiêu chiêu là gì? Là phòng gì? Phòng này là phòng mà kiểu như là ngồi tám chị điện á.
Hay là phòng học bài nhóm đi. Ừ đúng rồi, học bài nhóm. Thường thường á, ở trên trường á, bây giờ là mùa hè thôi á, chứ mà vô thì... Bạn em á, thường thường hay vô nhà em tám chuyện á. Với lại học nhóm á, mà em biết định là kiểu này học nhóm. Học nhóm thì phải có nhiều bàn, chứ bạn em đông lắm. Một cái bàn thôi chứ bạn em đông á, đâu có ngồi được hết. Tạo thôi, một cái thôi cho nó điện yên. Cái thôi, một cái chứ là phải cái bàn đúng ta. Đúng rồi. Yeah. Bàn. Ờ, vậy đó cái ghế ngồi. Cái ghế ngồi thôi. Ok. Cái này bàn này hơi cao nha. Tầm 2, 3 người hoặc là 3, 4 người vậy thôi. Nhưng mà em chơi không, không có hơn 1 người à. Ok. Phòng này em thấy được từng này không có bài gì hết hả? Chưa lấy bài ra chị. Tí mà tính cái đó sao. Đầu tiên thì em phải thử chút sau đó em mới biết được. Đẹp đó. Nhưng mà thiếu quá. Thì để nó kệ lên chờ. Đẹp đó. Phải để kệ lên trước nữa. Để hai chị kệ. Hẹn mọi người làm gì nhé. Dạ mọi người. Mọi người chỉ hẹn mọi người có đi chơi đâu không? Nếu có đi chơi thì mọi người comment ở dưới cho mình biết nha. Thôi cái em thì có đơn giản vậy thôi. Ngồi với bạn em thôi là ok rồi. Giờ em sẽ để sách lên. Mọi người ơi, giờ mình sẽ để sách lên nha. Ok. Đi một tay sách thôi. Sách thì mình sẽ có nhiều loại. Hai bài tập với lại sách. Để dạy dễ thương dễ mến. Đẹp nữa. Ok. Đi tiếp thôi. Quá đẹp. Để thêm cái bàn bóng này là chấp luôn. Rồ luôn. Trời rồ quá, trời quá đất luôn. Ok mọi người, giờ mình sẽ bật sách tiếp nha. Để xem phần sách nào nữa nè. Ý có cái thẻ này. Thẻ để ở đây đi. Thẻ để trong phòng ngủ đi. Thẻ đứng sau. Thẻ trong cầm đi. Ok, tiếp thôi. Ngày sau quyết định để vài con gấu cho cô te. Ok. Tiếp thôi. Mọi người ơi, giờ mình sẽ để sách nha. Một cái để mình đây. Đây à. Ok, mọi người ơi, giờ mình sẽ qua đây. Để lên dai con này. Ok, tiếp tục thôi mọi người. Ở đây. Tiếp tục tìm mọi người. Ủa, học thì phải có bút. Tất nhiên rồi, phải có kéo nữa chứ. Có kéo là phải có dí. Ờ, nữa rồi. Có kéo là cũng phải có dí mọi người. Nhưng mà bây giờ cần một cái gọn nào đó. Vô tay em ơi. Để cây dễ thương dễ mến. Lâu lâu chiêu 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 chiêu. Ok, đến đây. Ờ. Cái vali này. Để cái vali này thì cũng xinh lắm. Để đó đi, xinh này. Giờ mình sẽ bỏ mấy cái chiếc này vô cái hộp nhỏ nhỏ này nha mọi người. Để nó tiện hơn. Rồi giờ phải vuốt lại từ đầu luôn. Hô hô. Mình vuốt nè. Vuốt chậm chậm thôi chứ hôm qua nó luôn. Gần tới rồi mọi người. Để đây. Cái thước này nữa. Ok.
cái kéo không để ra được hả? Vậy thôi bỏ. Gì vậy? Cái kéo không bỏ ra được. Nè em bỏ cái kéo. Ủa sao trên bàn không có quyển vở đâu hết vậy mà có cái thẻ vậy? Cái thẻ của em á, em chưa làm thôi. Em chỉ nghĩ là em nên bỏ sách trên bàn hoặc có sách tượng trưng gì đó. Em chưa chị, tí là em mới chính thức bỏ. Chị thấy nó hơi trống ở ngoài, phải có thêm mấy chậu cây nữa nha. Tôi nghĩ biết rồi. Giờ sẽ lấy mấy cái sách này nè. Em có cái vali nè, ở trong không có gì hết. Bỏ vô. Tóc kiến ướt bạn đời bạn biến khi dành thời gian cái sách để rốt ở đây nhận đi. Ok. Tiếc là không có đủ chỗ để cho mấy em vô. Uhu pa nha. Uhu chính thức mấy cái sách này sẽ bị đi đời. Ok. Giờ còn dư một khoảng trống nên em sẽ để cái gì đó cho chơi ở đó. Ví dụ như là cái này. Chị nè. Hai cái thì có bạn nữa. Ok. Đúng là bạn tốt. Rất là tốt. Tốt. Tốt ở trong cái này. Bạn em tốt thiệt. Tốt ở trong vô nghĩa mà. Vô nghĩa luôn. Không hiểu tốt sao mà thật vô nghĩa lắm. Vô nghĩa lắm. Lý do mà để chắc đó là tại vì mình muốn để cái gì đó chung với đó mọi người. Để chung chơi cho vui lắm. Đây rồi. Để chúng mình mở cái hộp đàn thì sai cái nhầm. Đẹp chưa? Đẹp đi. Ok, xuống bla bla đồ các thứ nữa. Ok. Mình nghĩ là không đủ sách rồi mọi người ơi. Mình nghĩ thôi chứ mình chưa chắc nha. Ok. Ok, lấy một quyển này thôi. Lấy hai quyển đi. Lấy hai quyển. Tại vì cái này kiểu như là nó để ở đâu người ta chứ hết chỗ để rồi. Để đây đi. Đúng hai quyển là được. Kệ này. Mọi người không sao nha, mọi người đừng chủ quan cái đó nha. Chú ý chứ chủ quan là gì? Đừng chú ý nó nha. Nó vậy đâu mọi người, nhà nào nó cũng vậy hết á. Thì cũng bắt đầu mình hẹn mọi người xong mình nhắc ra cho mình và cái kênh nha mọi người. Bye.